Tắm sông theo phong cách tắm biển nó lạ lắm các bạn. Và view nó rất là lạ, trên sông mà có một cái bãi tắm giống như là bãi tắm Vũng Tàu của bạn, duy nhất của miền Tây. Miền Tây mình đó. Đặc biệt á là đây, nguyên con rồng này làm từ một thân cây nguyên khối nha các bạn, không có lắp ghép. Em chôn xuống hết 11 mét rồi đó anh. Còn lại 15 mét á. Nó tới 26 mét là. Mà dưới gốc nó khoảng 8 người không? Sẽ không có một cái tác phẩm bằng gỗ lũa thứ hai mà nó hoành tráng như cái tác phẩm này. Năm con rồng thì các bạn nên ngắm cái gì? Ngắm rồng là chứ ngắm gì nữa các bạn. Đây là một con rồng mà Phú thấy là thuộc hàng độc lạ mà độc bản của Việt Nam đó các bạn. Ừ. Nếu Phú làm ở mấy cái tổ chức như là kỷ lục Việt Nam này là Phú trao ngay cho cái tác phẩm này một cái danh hiệu là con rồng độc lạ nhất Việt Nam luôn. Đó. Vy ơi, cái này làm từ cái gì em? Dạ, con rồng này được làm từ gỗ lũa luôn đó ạ. Gỗ lũa hả? Dạ. Khoảng bao nhiêu tấn hay là như thế nào? Để dạ, thấy... con rồng này thì có chiều dài là khoảng 25 mét và nặng khoảng 20 tấn ạ. 20 tấn, 25 mét. Mà cái điều đặc biệt á, Phú không hình dung được là tại sao người ta lại tìm ra được một cái thân cây mà nó dài và cái dáng thế của nó giống rồng đến như vậy các bạn. Cái điều mà đặc biệt á là đây, nguyên con rồng này làm từ một thân cây nguyên khối nha các bạn, không có lắp ghép. Có lắp ghép không anh chủ? Không, không có lắp ghép. Như vậy đây là cái gốc của nó. Dạ, gốc đúng ạ. Dạ, đây là gốc các bạn. Rồi kia là cái đọt. Dạ, 25 mét. 25. Em thích cái điểm nào trong cái cuộn rồng này? Dạ, em thích cái sự uốn lượn của nó nè. Cái sự uốn lượn tự nhiên của nó đó. Nè các bạn, cái khúc đuôi này các bạn ha, là nó cong mà nó dính lên này. Trời. Mà cái gỗ lũa các bạn, nó cứng như đá vậy á, mà các bàn tay của thợ điêu khắc đã tạo ra những cái vi rồng như thế này các bạn. Khó lắm, tốn nhiều thời gian lắm á. Còn cái đây là cái gì? Dạ, tất cả những cái loại gỗ mà anh thấy ở phía trong này đều là gỗ lũa hết ạ. Rồi. Đây là cái khúc gỗ lũa cắt ra làm hai. À, là một dạ, cái thân cây mà cắt dạ, làm một hai. Cái thân rồi. Nếu cái thân cây này là sẽ rất là lớn không ạ? Cái chỗ mà rộng nhất các bạn là khoảng gần 2 mét. Chứ 2 mét luôn chứ gần gì đâu, 2 mét. Cái đường kính của thân cây 2 mét thì các bạn coi cái tuổi đời của thân này anh nghĩ chứ cũng phải cỡ vài trăm năm lấy. Dạ. Bây giờ là mình đi vào chiêm ngưỡng một cái tác phẩm làm từ một thân cây luôn hả? Một thân cây gỗ, nó dài khoảng 26 mét. Mà dưới gốc nó khoảng 8 người ôm. Cái gốc nó 8 người ôm? Dạ, em chôn xuống hết 11 mét. Em chừa lại 15 mét làm cái đài quan sát. Để chi? Để du khách có thể lên đài quan sát được ngắm toàn cảnh của khu du lịch Cù Mén. Dạ. Từ đây xuống trước là hết 11 mét nè. Để chi? Em làm một cái hình này nè. Hình ống lá để chi cái độ vững của nó. Với thứ hai nữa là nó là đặc trưng của riêng của khu mình luôn anh. Các bạn thân mến, Phú đang ở trong một cái không gian nó rất là lạ, không biết là gọi tên là cái chòi cũng không đúng vì nó to quá. Hình mà gọi cái nhà thì cũng không đúng, mà nói chung cái kết cấu này là giống hình cái nón lá các bạn. Đó là đây là dừa nước, dừa dưới mấy sông đúng không? Đúng rồi, đúng anh. Dạ, lá dừa nước. Nhưng mà cái điều mà Phú ấn tượng là cái cột nhà này nó là một cái thân gỗ lũa. Dạ. Cái này chắc là cũng phải là cả ngàn năm tuổi quá. Em thấy nó rất là lâu. Không? Cái tuổi đời nó dám cả hàng trăm, hàng ngàn năm trước anh. Mà cái gì em chôn xuống hết 11 mét rồi đó anh. Còn lại 15 mét á. Nó tới 26 mét lận. Mà từ cái thân từ đây xuống dưới nó to dữ lắm. Mà em làm lắp hết 11 mét rồi đó. Anh nhờ dơ cây đâu có tới đâu. Chiều dài nó 26 mét anh, một thân cây một. 26 mét. Dạ. Yeah. Mà ở dưới âm, ở dưới là 11 mét. 11 mét rồi. Còn là 15 mét. Hello các bạn, bây giờ mình sẽ bước lên cái đài quan sát này để nhìn được cái khu cồn án này một cách bao quát nhất. Cái đài quan sát này nó đặc biệt ở chỗ là nó làm từ duy nhất một thân cây thôi các bạn. Hình dung được không? Duy nhất một thân cây mà nó lại cao như vậy. Cái thân cây này anh có nhớ là nó lấy ra từ đoạn sông nào rồi cái câu chuyện của nó anh kể sơ sơ được không?
Dạ, cái nó nằm ở sông Tiền anh à. Cách chỗ ngay trang chỗ giáp danh giữa mà Thanh Bình, Đồng Tháp và Chợ Mới An Giang à. Nó nằm ở tuyến sông dọc theo bờ sông hiện tại đây. Sao anh tìm được nó? Không phải tìm mà là cái ghe cào cá đó à. Nó mắc kẹt cái cây này nè à. Nó đi không được, nó kẹt cái gốc nữa à. Rồi em mới nhờ em mới tại vì em chuyên bên đi đường sông đường thủy, em chuyên lấy cái này để đem vô để cho mình cho thông thoáng lòng sông đó. Thì em mới tìm gặp rồi em đem về đây em để khoảng 20 năm anh. Dạ 20 năm rồi, bây giờ nó mới dựng lên làm em cái đài quan sát. Dạ em dựng vậy là hết nguyên cái nhóm thợ dựng hết 14 ngày. Các bạn tưởng tượng không, cái cây này nó nằm dưới lòng sông Tiền cả hàng chục hàng trăm năm rồi, bỗng một ngày anh nghĩ không cho nó nghỉ nữa, anh cho nó dựng đứng lên dày và nó ngắm cả cái dòng sông Tiền này. Bây giờ các bạn có thể là leo lên nó và ngắm cả bao quát cái khu du lịch Cầu Ngán cho các bạn ha, một cái điểm quan sát, một điểm view rất là thú vị. Phú sẽ lên và chỉ camera cho các bạn xem toàn cảnh. Hello các bạn, Phú đang ở vị trí cao nhất của khu du lịch Cầu Ngán nằm ở chợ mới An Giang. Từ đây thì Phú có thể phóng tầm mắt bao quát toàn khu luôn. Anh, cái chiều dài mà dọc khu nằm dọc cái sông Tiền này là bao nhiêu mét anh? Khoảng 1 km anh. 1 km? Dạ, khoảng 1000 mét. Chạy dài theo tuyến sông Tiền anh. Đất này đất bãi bồi. Nhưng mà em đang thắc mắc là anh phải bỏ ra một số tiền cực khủng để sở hữu một cái khu mà rộng như vậy. Mấy hecta, 7 hecta hả? Dạ, giống như hai giai đoạn khoảng gần 7 hecta anh. Nhưng mà cái này là đất nhà nước em thuê. Thuê đất nhà nước làm dịch vụ du lịch đó để cho phát triển địa phương anh. Dạ. Muốn tạo được nhiều công ăn việc làm á. Thành ra mình làm gì để cho dân chúng phát triển một vùng luôn. Đây các bạn nhìn xuống đây sẽ thấy một cái view nó rất là lạ, trên sông mà có một cái bãi tắm giống như là bãi tắm Vũng Tàu của bạn đó. Bãi gần như là chắc là bãi tắm cát vàng duy nhất của miền Tây mình đó. Dạ. Đó, cho các bạn nhìn như không phải là Vũng Tàu, Nha Trang đâu nha các bạn, mà đây là bãi tắm sông Tiền. Nó theo con nước anh, sáng nước lớn á nó sẽ ngập hết cái khu vực này. Giá nước đồng thì nó còn lại một bãi bồi gì. Giá sáng thì nói chung giờ nào cái nguồn nước ở đây là nước phù sa, rất là tốt. Vậy Tết này nè, rồi bà con muốn xuống đây tắm sông có được không? Được anh. Có bất cứ giờ nào, dạ, giờ nào cũng đều tắm được hết á. Tắm nước phù sa mà. Tắm biển thì các bạn tắm rồi các bạn ha, mà tắm sông theo cái kiểu mà nhảy trên thuyền xuống thì chắc là nhiều bạn cũng thử rồi, còn tắm sông theo cái kiểu tắm biển rồi các bạn thử chưa? Chưa thử thì tới đây tắm sông theo phong cách tắm biển nha các bạn. Lạ đó, cả cái khu Cầu Ngán này á là những làm từ những cái mảnh ghép của những cái thớ gỗ lũa các bạn đó. Từ gỗ lũa mà anh có thể làm ra những cái chòi rất là đẹp, từ gỗ lũa mà anh làm ra những cái giống như là lâu đài rất là mỹ miều, rồi từ gỗ lũa mà anh làm ra nguyên cái du thuyền phải không anh? Dạ, du thuyền lấy từ gỗ lũa luôn anh. Cái đọt cây đó anh. Hả? Cái đọt cây đó, em cắt ra đó, em làm chiếc du thuyền. Wow. Dạ, tại vì em ước nguyện là thích chiếc du thuyền nhưng là không nổi, em làm mô hình làm mô hình chiếc du thuyền, lấy từ gỗ lũa ra làm. Nó làm 3 tầng. Bao anh làm cái đó mất bao lâu? Mất khoảng 6 tháng anh. 6 tháng? Dạ. Tại vì nó làm tới 3 tầng dưới lần. Cho khách để làm cà phê anh, cà phê chiêu chiêu buổi chiều á. Cái điều độc lạ là trên là mỗi trò như vậy á, là mỗi cái nhà cây, mỗi nhà nghỉ như vậy á là làm trên một cái gốc cây. Dạ đúng anh. Bao nhiêu phòng hết vậy anh? Dạ tổng cộng là khoảng được 18 phòng. Dự kiến khoảng 18 phòng. Vô đây thì mãn nhãn rồi đó các bạn, ngắm đủ thứ kiểu. Rồi có thể tắm sông rồi đó, nhưng mà còn về phần ẩm thực thì nó có gì đặc biệt không? Ẩm thực thì có những cái món mà đặc sản của miền Tây. Giống như tôm càng xanh. Càng xanh là của vùng sông nước này. Và tất cả các loại cá. Giống như cá lăn, cá ngát này kia là của miền Tây sông nước. Còn tới mùa nước nổi thì có cá linh. Rồi từ đây sắp tới thì qua Tết thì nó sẽ có là cá bung lao, đặc biệt là dùng ở An Giang này. Nó sẽ nhiều, rất là nhiều. Tuyệt vời. Okay. Đây các bạn ha, đây là những cái thớ của cái cây gỗ lũa làm cái đài quan sát đó các bạn. Hồi nãy là Phú đứng trên đó, là trên đỉnh của cái cây. Cái cây này cao như ông chủ nói là 25 mét. Hàng trăm hàng ngàn năm tuổi rồi mới được một cái thân cây mà nó như thế này các bạn.
Ờ, anh nãy là anh thấy là cái thang giữa đó, còn cái góc nó to dữ lắm. Dạ, em mới làm gì mấy cây nó mới vững được anh. Dạ, ra mình làm cái đài quan sát nha. Nó mới độ an toàn anh. À, nó nghĩa là cái khúc này cũng gần tới đột nữa hả? Dạ, anh này gần đột mà nó dài lắm. Ôi trời ơi, các bạn, cái đột... Cái thang này không là 26 mét à. Này các bạn hình dung nha. Cái đột cây á mà gần... Khúc đột cây mà phải là mấy người ôm mới hết này, thì các bạn tưởng tượng thì cái gốc đó thì to như thế nào nữa. Này là phải nói là giống như là một khu du lịch làm từ những thân cây quá đá. Dạ. Nói vậy nó dễ nó hiểu bền vững anh. Dạ, bền vững. Cũng như là nó theo cái hướng mình làm là làm cho cái quan trọng là cái thời gian. Dạ. Với cái bền vững. Dạ. Với anh biết á, một cái thân cây gỗ gì đi mà muốn làm được như cái khu gì là rất là kỳ công anh. Tại vì anh muốn ráp một cái nhà hay ráp một cái gì đó, nó đâu không, nó đặc biệt cái cây này nó không có ngay. Yeah. Nó phải công công mà, đa số thì nó ít có ngay lắm. Mình phải gáp, mình nghiên cứu làm sao mà thành một cái tác phẩm. Yeah. Giống như cái chòi hay là cái nhà nãy anh đã từng đi đó, anh thấy rất là thời gian, rất là khó làm. Nó vừa cứng nè, mà lại vừa là nó thời gian, nó mất thời gian. Thường thường ta làm một cái nhà là 3 tháng, em phải làm 6 tháng. Nó mới xong được cái nhà đó. Sẽ có nhiều khán giả coi clip này vẫn còn nguyên một cái thắc mắc rất là lớn mà chưa cảm thấy là được giải đáp thỏa mãn, đó là vì sao anh lại có nhiều xe biển số đẹp như thế, vì sao anh lại có nhiều thân cây gỗ lũa to bự như thế. Thì ngoài cái tiềm lực tài chính thì nó còn có cái duyên và cái sự đam mê nữa đó. Nếu mà 20 năm trước anh không đam mê, anh không có duyên gặp bà con cào được những cái cây như thế này, thì bây giờ chúng ta đâu có một cái khu du lịch nó độc lạ như vậy. Nên là cứ không phải là có tiền rồi mình sẽ có đâu những cái này, cái này. Cái duyên anh. Chứ thật sự là gia đình em là không có cho em bất cứ mà sưu tầm hay chơi cái gì. Tại sao? Tại vì em xuất phát điểm rất là thấp. Để đi làm thuê, mình làm thuê là mướn từ bé rồi. Mà ước nguyện em là gì? Em thích làm những cái chuyện mà người khác không thường không thích làm. Nhà muốn làm được cái chuyện đó, giống như em muốn làm khu lịch được cùng Én là một quá trình là đầy gian nan, toàn là mồ hôi và nước mắt đó anh. Tại sao? Tại vì người ta thì người ta đã có tiền, người ta mua là ta làm được chuyện bình thường, còn em phải đi là phải tích góp từ đồng để chi mình thỏa mãn đam mê của mình, là mình không ngại về thời gian ngày với đêm. Ngày nào em cũng làm được. Mới được ngày hôm nay là gì? Quá tâm huyết dành cho quê hương của mình. Nhưng mà không có tiền sao mà làm được, anh phải đam mê xong, nhưng mà anh phải phải có cách làm ăn nào. Nhưng mà nó phải có cái duyên đó anh. Giống như chiếc xe em thật sự em mua là không có nhiều tiền. Nhưng mà người ta lại, người khác hỏi là không bán, mà lại em là giống như chia sẻ lại cho em. Tại vì xe nó cũ rồi chứ không phải là xe mới. Tất cả các xe mà em sưu tầm được á là 20 nay toàn là đều xe cũ hết, xe đã qua sử dụng hết. Em thấy có những cái chiếc SH rồi đó mới toanh đi mà. Không, cái đó là em đã được chỉnh chu lại anh, không phải có nghĩa là mình chỉnh chu lại. Chứ nó không có được mới vậy. Mình phải cho mình được cái biển số thôi. Biển số đẹp rồi mình phải chỉnh chu thêm. Mình phải lau chùi mỗi ngày đó anh. Mỗi ngày phải có người lau chùi vậy đó. Okay, nó kỳ công lắm. Thế ra là anh mua toàn xe cũ, bây giờ anh lau lại rồi anh chùi lại. Chỉnh chu lại. Chuốt hết. Mà anh phải có cái tổ chức, cái bộ máy gì, tìm kiếm như thế nào, chứ chỗ nào nó có biển số xe đẹp anh đều biết là sao hay vậy ta? Không có anh, thí dụ như có bạn bè anh em chia sẻ. Mà 20 năm trước á là gì, chiếc xe mình mua á, nó không có nhiều tiền. Tại người ta lúc có một cái thời điểm á, là phải sang tên chính chủ. Rồi họ sợ là xe cũ rồi sang tên cũng bỏ biển số thôi. Rồi người ta đổi với mình. Ta cũng lấy xe y đó nhưng ta lấy xe mới. Nhưng mà ta đưa xe cũ lại cho mình, rồi mình giữ biển số đó. Em không có nghĩ là em sang tên được, tại vì có một thời gian là ta không cho sang tên. Rồi 2 năm trước thì có một cái thông tư là cho sang tên giữ biển số. Thành ra em mới còn lưu giữ lại. Đa phần là em sử dụng là xe 4 số mà. Xe đã qua thời rồi đó anh. Nhưng mà đối với luật bây giờ thì mình đâu có được đúng không? Hiện tại bây giờ trở về sau á, thì xe 4 số thì nó sang tên là phải bỏ lại, bấm lại số mới. Nhưng mà em thì đã mình lưu giữ đó, mình giữ lại làm bảo tồn mà. Thành ra mình anh không có ý mua bán đúng không? Là anh chỉ muốn bảo tồn. Hello các bạn, bây giờ Phú sẽ trải nghiệm một trong những cái cảm giác mà lần đầu trong đời đó các bạn, đó là lái xe biển số tứ quý 66N7333. Lái đâu các bạn biết không? Lái ra cái kho toàn là xe đẹp. Hãy theo Phú. Các bạn thân mến, Phú đang đứng cạnh một cái tác phẩm là thuộc hàng là kinh điển của Việt Nam các bạn. Đây là một cái tác phẩm điêu khắc trên thân cây gỗ lũa
Mà cái tác phẩm này nó dài gần 25 mét. Chính xác là bao nhiêu anh? 24m5 anh. 24m5. Dạ. À, là từ một cái thân cây mà anh chẻ, dạ, chẻ ra làm hai. Dạ, em chẻ làm đôi. Bên đây là phần nửa, bên đây phần nửa. À, dạ. Bây giờ mình coi cái phần nửa này trước ha. Dạ, rồi. Dạ, dạ. Đây các bạn, nếu mà thợ mà chưa chạm trổ thì đây, cho các bạn hình dung rồi các bạn. Một cái cây như thế này, chẻ ra làm hai, chẻ ra làm hai. Đây là một phần hai các bạn. Thấy nó dài bát ngát chưa? Rồi ơi, cả cuộc đời Phú, đây là lần đầu tiên mà Phú thấy một cái mặt cây các bạn, mà nó dài mà nó rộng như thế này ha. Để cho các bạn hình dung thì Phú sẽ... Em nằm đây được không anh? Được anh, nằm anh. Nằm ha, dạ. Nằm để cho các bạn hình dung được cái độ hoành tráng của cái thân cây này. Đó, đây nè, đây là đường kính của cây này các bạn. Là Phú cao gần 1m7 mà chưa phủ hết cái đường kính của cây. Như vậy cái đường kính của cây này là nó phải 2m mấy. Ôi giời ơi. Đó, thấy chưa? Cái cây nó to như thế này, các bạn tưởng tượng thử nó bao nhiêu năm tuổi. Phú đoán là nó phải hàng trăm năm. Đó. Mà không biết nguồn gốc nó là từ đâu anh? Là từ dưới sông Tiền mình anh. Cũng là đưa cũng lên từ là... đáy sông Tiền luôn. Dạ, tất cả gỗ ở đây là từ sông Tiền mà em giữ 20 năm rồi đó anh. À, dạ. Như vậy là đây là những cái cây mà nó chết rồi nó nằm dưới đáy sông, dạ, rồi, dạ, anh, dạ, đưa lên. Dạ, à, còn mấy ghe đi qua lại nó mắc kẹt đó. Cái ghe cá cầu tên nó mắc kẹt em mới đem lên. Dạ. Em để rồi mình thấy nó là nếu mà để một thân cây á thì nó sẽ giống như những chỗ dưới kia. Dạ. Thành ra em trẻ đôi ước nguyện em là gì, làm một cái tác phẩm gì đó. Dạ. Em mới chọn là tác phẩm tranh phong cảnh ở quê Việt Nam. Em lấy từ nửa thân cây. Wow. Em chạm thời gian mất hết 7 năm đó. Rồi thôi các bạn, à, để tạo ra một bức tranh phong cảnh làng quê Việt Nam trên một cái thân cây mà phải mất đến 7 năm. 7 năm là thời gian người ta xây cả chục cái biệt thự. Các bạn hình dung người ta mất thời gian xây chục cái biệt thự, à, mà anh làm một bức tranh. Ôi giời, trong đây là không biết bao nhiêu là chi tiết à, các bạn ha. Bây giờ Phú sẽ cho các bạn coi cận cảnh một chi tiết nha. Cái đây là một cái mô tả hình ảnh một cái cây trong rừng chẳng hạn nha. Cây này giống cây tùng, đó, rất là đẹp. Dưới này là một cái cổng làng. Đó, còn dưới đây là hình ảnh cụ ông, rồi trẻ con, rồi phụ nữ. Cái này có lẽ là người ta sẽ vẽ trước ha anh ha. Có một cái bức tranh trước rồi sau đó người ta mô phỏng, người ta, dạ, mới chạm trổ. Mình mô phỏng anh, mô phỏng rồi là mình đưa ý tưởng anh nào quay qua mình làm luôn. Dạ. Dạ dạ. Cái này là ban đầu là ý tưởng về bức tranh này là ý tưởng của ai ạ? À, ý tưởng của em và người thợ cùng làm. À, dạ, vậy hả? Dạ. Là trong đầu anh hình dung về bức tranh này rồi anh cho thợ, dạ, làm luôn. Dạ, là làm luôn. Mà anh biết á, mỗi một cái thân cây đi mà làm được gì là nó rất mất thời gian. Ừ. Tại cái này giống như mình chạm để mà nó có hồn á là phải chạm 3D. À. Anh phải nhìn nó là chạm bằng tay hoàn toàn. Ừ. Dạ, mất thời gian nó hơi dài. Các bạn tưởng tượng nha, ví dụ như đây là cái đục đó, thì người ta phải, dạ, phải, dạ, đục từng chi tiết cho nó nổi khối lên 3D, dạ, các bạn, dạ, đó. Dạ. Rất là khó, và cái kiểu đục như thế này á các bạn thì các nghệ nhân ở Quế mới là đúng, cao thủ cao thủ. Nghệ nhân ở Quế vô làm. Ở, dạ, Quế làm đúng, dạ, hả? Dạ, dạ. Trời ơi. Phú nghĩ là sẽ không có một cái tác phẩm bằng gỗ lũa thứ hai mà nó hoành tráng như cái tác phẩm này. Tìm được một cái thân cây mà to bự dài mà nguyên khối như thế này nó đã khó rồi. Và tìm được những người nghệ nhân mà cao thủ mà từ đất Quế vô mà làm thì nó còn khó nữa, mà nó kết hợp đủ thứ duyên nó mới ra một cái tác phẩm như thế này, phải không anh? Dạ anh. Nên các bạn mà ghé cái khu cầu án này các bạn ha, khi các bạn lướt qua đây thì các bạn đừng quên thưởng thức cái tác phẩm có 102 của Việt Nam này các bạn ha. Phú không biết là ở Việt Nam có một cái tác phẩm gỗ trên một thân cây duy nhất nào mà nó dài nó to như thế này không, chứ còn Phú chứ đây là lần đầu tiên Phú mới thấy. Anh theo tìm hiểu anh thì ở Việt Nam có một cái tác phẩm gỗ nào mà chạm trên một thân cây mà nó dài như tác phẩm mình không? Dạ, đa phần thì chạm nhiều kiểu mẫu khác nhau. Ừ. Nhưng mà trên một thân cây dài thì ít ai làm lắm. Ừ. Dạ, em thấy là khoảng 10-10 mấy mét thì có. Ừ. Chứ 24m5 thì em chưa thấy. Chưa, dạ, thấy hả? Dạ. Ừ. Các bạn có thấy một cái bức tranh nào mà nó dài như vậy chứ? Nếu mà thấy rồi thì hãy để lại bình luận. Còn không thấy thì cũng để lại bình luận để cho khán giả chúng ta cùng có thể nhìn nhận được, xếp hạng được cái bức tranh này nó đang ở thứ mấy của Việt Nam. Phú thì nghĩ là nó là số 1 rồi đó. Tên nó là khu du lịch sinh thái Cồn Én, tranh phong cảnh làng quê Việt Nam. Yeah. Đó, tác phẩm đỉnh của shop ấy. Không biết bao nhiêu là hình tượng ở đây ha. Đó.
chỉ là một đoạn hơn 1 mét thôi. Mà các bạn coi nè, thợ người ta đã chạm trổ không biết bao nhiêu là con vật ở đây. Đây là cún nè, đây là trâu nè, trâu đang ăn cỏ. Đó, chim phụng. 7 năm trời, bao nhiêu người thợ làm anh? Dạ, đầu tiên thì 6 người, 5 người, 4 người, 3 người, cuối cùng thì chỉ còn một thợ chánh làm. Dạ. Mấy anh kia chịu không đổi thời gian hết bùng hết rồi. Dạ. Mình chia thời gian ra. Dạ. Nếu mà tính công của anh thì là cái tác phẩm này mất hết bao nhiêu công? Nhiều quá anh ơi. 7 cả đề 7 năm là 365 nhân cho 7 mà nhiều nhất là 6 thợ, ít nhất là một thợ thì trung bình là 3 ông đi. Dạ. 365 nhân 7 nhân 3 thì các bạn coi thử là mấy ngàn ngày công. Nhưng mà mình được vui là gì? Cái tác phẩm để đời anh, để cho quê hương mình. Ai tới thí dụ như là đến tham quan trải nghiệm mà ghi lại dấu ấn là gì? Nhìn nó cái tác phẩm đó mình cảm nhận được là cái miền quê mộc mạc của mình ngày xưa giờ mà được mình nhặt cây từ lấy sao đồng sông lên mà làm được tác phẩm để đời gì là thật sự là em rất là vui, rất là mãn nguyện. Nếu mà nhìn sâu xa thì cái khu du lịch của anh nó mang cái linh hồn của thời gian của dòng sông miền Tây anh. Dạ. Bởi vì nó nằm dưới đáy sông hàng trăm năm, em đoán là cũng hàng trăm năm. Mà cái lỗi em nghĩ là gỗ tốt lắm nó mới còn lại. Tại nó còn một cái phần lỗi không à. Tại cái giác bên ngoài nó không còn nữa. Nhìn ở đây các bạn thấy thời gian đi qua, nhìn ở đây các bạn thấy cái sự tỉ mỉ, tài hoa, tinh xảo của những nghệ nhân Việt Nam các bạn. Tức là thiên nhiên và con người thì nó hợp lại, nó tạo thành một cái tác phẩm rất là tinh túy. Nên là Phú nhắc lại lần nữa, đừng hững hờ với những cái tác phẩm như thế này nha các bạn. Đó là tài hoa của người Việt mình, đó là những cái nét đẹp của thiên nhiên Việt Nam. Nè, cái hình này rất vui nè các bạn ha. 1, 2, 4 con chuột đang khiêng một con chuột. Đám cưới chuột anh. Đám cưới chuột hả? Đám cưới chuột. Nè các bạn không? Đám cưới vui không? Còn ở đây thì quay sát vô cho nó đẹp nha. Còn ở đây thì là cũng trong đám cưới chuột luôn hả? Sao người ta này vinh quy bái tổ anh. Vinh quy bái tổ hả? Dạ. Ủa anh giải thích thêm về cái khúc này. Dạ thì nó gồm, nó bao gồm đó anh. Dạ. Cái này là vinh quy bái tổ nghĩa là mình giàu có hoặc là đỗ đạt gì đó rồi mình về mình viết về nhà đó. Mình về mình báo cáo tổ tiên ha. Dạ. Đây là các bạn, đây là vinh quy bái tổ, giống như mình thay đổi trạng nguyên chẳng hạn thì mình về làng. Để mình báo cáo ông bà tổ tiên gia đình đó. Đây chắc là cái cổng làng đúng không? Rồi đúng rồi, chính xác. Rồi khi mà đi qua cái cổng làng thì mình sẽ đi vào một cái khu vực rất là nhiều cây cối. Ở đây người ta đang làm gì đó anh? Cái này để làm gì mà cá chép để lên bàn quá trời này, chắc đang ăn cá hả? Rất là sinh động các bạn. Các bạn thân mến, tại đây thì có rất là nhiều tác phẩm sống động được làm từ gỗ lũa nha các bạn. Các bạn đang ngắm nhìn bộ sưu tập 12 con giáp được chạm trổ trên gỗ lũa. Ui giời ơi, con ngựa các bạn. Một cái thân cây nguyên khối được chạm trổ tạo hình một chú ngựa nó hoành tráng. Dạ. Dạ, con nghe cái khu này nó hay quá, con mò xuống coi thử như thế nào. Đúng là mãn nhãn thiệt. Cái đây là đầu rồng hả cô? Rồi đầu rồng. Coi con bà, con ngựa các bạn. Con ngựa này dáng thế nó rất là vui vẻ và mãnh liệt các bạn ha. Đó, để Phú đứng gần cho các bạn hình dung cái độ hoành tráng của nó. Đó. Bên kia là con hổ. Quá đã luôn. Này chắc phải nặng vài tấn chứ không ít đâu. Tưởng tượng nó nặng hơn cả. Các bạn thân mến, ở đây thì gỗ lũa còn được dùng để cấy lan lên phía trên nên nhìn nó rất là đẹp các bạn. Sẽ có nhiều bạn là thắc mắc là cái gỗ lũa này thì nó giá trị như thế nào, thì nhân đây là có anh Túc là một người là cũng có
xíu kiến thức về gỗ lũa thì nhờ anh chia sẻ. Thì gỗ lũa này á, có nghĩa là khi người ta trồng lan thì có nhiều cái giá thể trồng, hoặc là trồng trên gạch, hoặc là trồng trên than, có nghĩa là để cho cái sự mà tươi tốt của lan đó. Nhưng mà đặc biệt lan khi mà đã trồng trên gỗ lũa rồi á, thì nó độ tươi tốt rất nhiều. Tại vì cái gỗ lũa là độ trầm tích mà, nó dạng đá cứng hơn than rồi. Nó dạng đá như trầm tích dưới sông rất là lâu năm, thì mà khi mà trồng trên gỗ lũa thì nó sẽ đem lại cái sự tươi tốt cho lan và chất dinh dưỡng trong cái nó hút từ giá thể mà khi mà bám vào cái gỗ lũa mình á, thì tạo cho cái lan cái sự mượt mà độ tốt tươi rất là nhiều. Dạ, mình cũng ít công chăm sóc hơn nữa. Dạ. Và đặc biệt là thì đối với gỗ lũa này thì tại khu du lịch này là chỉ để trồng lan thôi. Chỉ gỗ lũa này chỉ nên để trồng lan thôi. Tất cả lan ở đây chỉ để trên gỗ lũa thôi. Đặc biệt là vậy. Dạ. Thì ở ngoài thị trường mình biết rồi, có nghĩa là những người trồng lan người ta sẽ biết được là cái giá của thị trường nó tầm khoảng là 250.000 một ký gỗ lũa mà dụng á, để trồng lan đó. Thì bây giờ anh cứ nghĩ thì một khối gỗ lũa này thì mình không có định giá được rồi. Ồ. Dạ. Một ký 250 mà cái như cái gốc gỗ lũa này các bạn, là nó phải là này vài là chục chỉ, ký. Này là chỉ cái bề gốc thôi, tại vì còn phải chôn sâu ở dưới nữa để mà cho nó vững như thế này nữa. Dạ. 250 mà nếu 100 ký 25 triệu. Cái gốc này không, nó 25 triệu rồi. Mà ở đây biết bao nhiêu tấn gỗ lũa các bạn. Phúc có hình dung là gần như là tất cả những gỗ lũa mà ở các đáy sông Tiền là đang hội tụ về đây hết rồi. Như cái khu du lịch Cồn Án của anh á là đầu tư khoảng bao nhiêu? Anh nói là không định giá được, bởi vì là đa phần á là làm từ gỗ lũa, mà các bạn biết cái đó gỗ lũa Gia Tiêm ở ngoài đâu có hiếm lắm. Nên là không, cái này không định giá được. Giờ có tiền cũng làm không được những cái khu cái, như thế này. Cái khu như vậy đó là cái khu của kiểu của đam mê, của mà sự tích lũy của đam mê từ từ rồi hình thành lên, gọi là một phần văn hóa, thì mình lưu lại văn hóa cho mình, cho quý khách tham quan và cho cái đời sau người con cháu người ta biết thêm về gỗ lũa như thế nào. Cái đáng khen ở đây là cái tầm nhìn của ảnh á, tức là 20 năm trước thì ảnh đã nghĩ là gỗ lũa này ảnh sẽ làm một cái gì đó mà cho mọi người trầm trồ luôn á. Thì ảnh đã bắt đầu ảnh sưu tập tích góp và ảnh cất giữ bên cạnh cái dòng sông Tiền các bạn. Và đến ngày nay thì anh đã đưa vào lắp ghép và tạo hình nên một cái khu du lịch nó rất là đặc biệt. Dịp Tết đến xuân về các bạn ghé thăm chơi nha, các bạn sẽ rất là ngạc nhiên á. Tắm sông theo phong cách An Giang, tắm sông theo phong cách tắm biển. Phú không biết là dùng những cái cụm từ nào để miêu tả một cái trải nghiệm mà Phú đang có. Một cái bộ áo này là áo bà ba các bạn ha, đó, rất là duyên dáng. Hồi tối qua Phú ngủ trong cái căn phòng đó. Đó là một cái căn phòng rất là lạ theo Phú nha. Cái này nó kỳ lắm các bạn nha. Toàn bộ làm từ gỗ, mà cái loại gỗ á, nó không phải là gỗ thường, mà là gỗ lũa. Gỗ lũa là như thế nào? Những cái văn nó như thế này các bạn. Nghĩa là cái gỗ lũa nó bị thời gian và sông nước nó bào mòn hết tất cả lớp ngoài rồi, ở trong chỉ còn lũa hay gọi là lõi, rất là cứng và thô sơ. Đó các bạn nhìn cái cây kia, đó là nguyên một cái thân cây gỗ lũa, nghĩa là nó nằm dưới trầm tích đó, dưới sông này hàng trăm năm rồi thì mới được là đưa lên và người ta dùng gỗ của nó thì tạo một cái không gian như thế này các bạn. Quả thật là Phú đi rất là nhiều nơi rồi mà Phú chưa có một cái giấc ngủ nào trên một cái giường mà nó vĩ đại như thế này các bạn. Một cái giường thôi, một cái giường gỗ đó các bạn ha, mà ở trên đây lót tới 4 cái tấm nệm. Thôi ba thằng nằm ngủ mà vẫn thấy cô đơn. Quá trời ơi, rộng ơi là rộng luôn. Bạn đã thấy cái giường nào mà nó rộng khoảng 20 mét vuông không các bạn? Phú nghĩ là một đại gia đình nằm đây vẫn thoải mái. Quá sao. Rồi vô đây, Phú xịt cho các bạn coi cái toilet của cái phòng này nha các bạn. Ôi giời ạ. Mà trước khi vô toilet thì các bạn đã nhìn kỹ những cái cột này chưa? Đây là những cái thân gỗ lũa này các bạn, vớt chiều dưới sông lên này các bạn. Nhìn này không biết là gỗ gì, tức là không biết cái tên nó là từ cái cây gì á, có quý không thì không biết, nhưng mà nó rất là chắc các bạn ơi. Và cái điều hay của nó là mỗi cây là mỗi vẽ, bốn cây cột đây là bốn vẽ, bốn dáng khác nhau, không đụng hàng. Wow, trời ơi, cái toilet đây mà nó rộng như là một cái phòng trọ sinh viên luôn. Nè,
hồi xưa Phú là sinh viên á, Phú ở trọ nó, cái toilet nó không, cái toilet này á nó còn rộng hơn cái phòng của Phú ngày xưa nữa. Đây là cái bồn tắm vĩ đại này các bạn, gỗ lũa thì nó chất lượng đến mức mà người ta có thể dùng nó giống như là một cái lavabo bằng sứ vậy các bạn, này thấy chưa, tất cả bằng gỗ mà nước chảy ào ào qua năm tháng không bị làm sao, bởi vì sao, là cái gỗ lũa này nó ngâm rất là lâu ở dưới sông rồi nên bây giờ là nó miễn nhiễm với nước luôn đó. Nhìn rất là phong cách các bạn ha, ngay cả những cái vị trí mà để đồ cá nhân á, thì nó cũng làm bằng gỗ lũa, tất cả là gỗ lũa, gỗ lũa, gỗ lũa. Chú, đây là cái không gian mà tối tụi Phú ngồi lay rai gọi điện thoại cho người yêu, còn kia là cái bãi tắm sông theo phong cách tắm biển, tắm sông theo phong cách tắm biển, đi theo Phú. Dạ. Phú đang chạy trên những cái miếng gỗ lũa nằm rất là lâu dưới sông rồi được người ta vớt lên, tất cả ở đây, không gian ở đây làm từ gỗ lũa. Như các bạn thấy cái cây này là nguyên là một cái thân gỗ lũa nè các bạn. Nó màu đen rồi nó giống như là than luôn. Nhìn nó rất là hay các bạn ha. À, trong khi những chỗ khác người ta làm gỗ thì sơn lè lẹt gì, ở đây người ta vớt từ dưới sông lên và để nguyên vậy. Sao buổi sáng ở đây yên bình dữ vậy ta? Rồi, sắp tới bãi tắm rồi. Vì sao là Phú nói tắm sông theo phong cách tắm biển thì các bạn nhìn dưới chân Phú đi. Đó. Nó giống như Phú đang đi trên một cái bãi cát vàng các bạn ha. Cát vàng mà ở Vũng Tàu rồi ở Nha Trang này nọ đó chứ đâu. Các bạn nhìn đây, hình dung đây thì đâu ai nghĩ là Phú đang đi trên một cái bờ sông đâu. Ai cũng nghĩ là Phú đang nằm tận hưởng trên một cái bãi biển nào đó xa xăm đó. Rất là vui khi mà nếu mà các bạn khán giả Độc Lạ Bình Dương có thể nằm kề Phú đây rồi chúng ta ngồi ngắm dòng sông Tiền rồi nói về những câu chuyện đời trong dịp năm mới xuân sang. Thấy các bạn, buổi sáng dẫn con cháu ra đây. À, các bạn thân mến, tắm sông theo phong cách tắm biển nó lạ lắm các bạn. Cái vị của nước sông các bạn nó khác rất là xa so với cái vị của nước biển. Quê Phú là vùng biển nên là Phú biết là mình khi đi tắm biển cái vị của nó rất là mặn, còn cái vị sông này nó rất là ngọt, dường như là nó ngọt vì nó mang theo rất là nhiều phù sa đó, nên là tắm sông nhưng theo phong cách tắm biển tại chợ mới An Giang này sẽ mang lại cho các bạn một cái trải nghiệm khó quên.